Khô Trần hân hạnh được gặp lại quý vị trong chuyên mục phim mới. Hôm nay Khô Trần sẽ giới thiệu hai bộ phim đang phát sóng, mời quý vị theo dõi ngay sau đây ạ. Một tác phẩm đang được rất được quan tâm trên HTV9 là Lao Công Bí Ẩn, phim thuộc thể loại tâm lý tình cảm do đạo diễn Minh Mướm thực hiện, với sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng như là Diệp Bảo Ngọc, Gia Gia Trương Nhi, Quốc Cường. Làm gì ở trọng mà lâu quá vậy ta? Cố che giấu. Alo. À, tôi là bác sĩ điều trị cho mẹ của cô đây. Dạ. Tôi thật xin lỗi, nhưng mà cô phải tới bệnh viện ngay bây giờ mới được. Dạ. Đi mà được hả? Buông ra coi. Đi đi con. Đấy bà, vì bà già, tôi tha cho bà đó. Bà đừng có nhiều chuyện, xé cho chuyện của người khác. Mà. Anh ơi, con ơi. Anh ơi, tại sao lại ra nông nỗi này hả con? Cô này bữa mình thấy. Tại sao con bỏ nhà đi để ra nông nỗi này hả anh ơi? Thì hãy bình tĩnh, vì chúng tôi muốn hỏi chị vài điều để phục vụ điều tra. Anh ơi. Chị vừa nói là gặp anh bỏ nhà ra đi. Khô Trần xin phép không tiết lộ nhiều hơn. Mời quý vị mở TV kênh HTV9 lúc 22 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 để theo dõi tác phẩm Lao Công Bí Ẩn. Vẫn trên kênh HTV9, vào lúc 16:30, Khô Trần mời quý vị đón xem phim bộ phim Dòng Sông Đam Mê do Columbia sản xuất. Bộ phim kể về Piper, một thanh niên lớn lên giữa bầy gia súc trên đồng cỏ. Piper hài lòng với cuộc sống bằng hàng thanh bạch nhưng kể từ khi gặp Lina. Cuộc đời Piper trở thành một chuỗi dài những bi kịch. Vì muốn phá vỡ khoảng cách giàu nghèo để đến với người yêu, Piper chấp nhận đề nghị của đại tá Itaga hợp tác cùng Markov đi bắt trùm thuốc phiện Michel. Phần thưởng cho anh sẽ là $1,000,000. Trong lúc Piper đi xa, Christian, bạn thân của Piper, nhận trách nhiệm chăm sóc Lina. Nhưng giữa họ lại nảy sinh tình cảm, tất cả bị cuốn vào một mối dây rối rắm, đau khổ triền miên kể từ khi Piper trở về. Có phải nội dung phim rất hấp dẫn không ạ? Sao? Chưa từng thấy nữ hoàng hả? Tự chúc mừng đi người anh em, với người phụ nữ này, cái gì cũng có thể xảy ra. Tôi không hiểu cô nói gì hết. Được, anh hay lắm. Anh đang giấu tôi đó hả? Anh không thể nào không để ý tới cô gái vô cùng yêu anh được. Sao? Anh không thích cô ấy hả? Đó không phải vấn đề đâu cô ơi. Khô Trần xin phép được nhắc lại giờ phát sóng vào lúc 16:30 trên kênh HTV9 mỗi ngày. Mời quý vị đón xem ạ. Vậy là chuyên mục phim mới hôm nay phải tạm dừng tại đây rồi. Khô Trần xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Mời quý vị đến với lịch phát sóng trong tuần.